Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão Conson sẽ đi vào Biển Đông vào sáng mai, ngày 9 tháng 9. Cơn bão này sẽ có tốc độ di chuyển nhanh và tăng cường độ mạnh. Trước tình hình trên, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã nhanh chóng chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn về người và tài sản cho nhân dân trên các đảo và lồng bè, khu nuôi trồng thủy sản trên biển, ven biển và đất liền, các tuyến đê biển sung yếu hoặc đang thi công, không để người ở lại chòi canh, lồng bè khi bão đổ bộ, đặc biệt gấp rút thu hoạch đảm bảo năng suất vụ hè thu. Thì hiện nay, diện tích lúa mùa đã đến kỳ thu hoạch, thì chỉ đạo cho các xã thị trấn tiến hành thu hoạch, thì lúa mùa chín đạt 80% diện tích 80% trở lên, với phương châm là xanh nhà hơn già đồng. Và huyện cũng đã hướng dẫn các xã thị trấn về tình hình thu hoạch vụ mùa trong điều kiện tình hình dịch bệnh Covid và đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16. Và tiếp theo đó, chỉ đạo là thứ nhất là liên quan đến chỉ đạo về bão Conson và chỗ mưa lớn này là chỉ đạo về chi nhánh thủy lợi tiêu tháo nước phục vụ sản xuất để phục vụ sản xuất này. Hai là chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn khu nuôi trồng thủy sản, tổ chức chặt tỉa cành cây, chằng chống nhà cửa, biển hiệu và công sở. Tại các tỉnh miền Trung khác cũng đang gấp rút trong công tác chuẩn bị ứng phó với cơn bão Conson. Việc theo dõi sát diễn biến tình hình sẽ giúp các đơn vị nhanh chóng đưa ra các biện pháp tối ưu nhất để hạn chế tối đa thiệt hại do cơn bão gây ra. Lực lượng vũ trang quân khu có cái công tác tổ chức chuẩn bị tất cả các mặt, là mở một cái đợt xung kích kiểm tra các cái hồ đập, các cái vùng nguy cơ trọng yếu về ngập bão, ngập lụt, rồi là có phương án gì thì sơ tán nhân dân khi có tình huống xảy ra. Còn cơn bão thì hiện trước mắt ta đang còn theo dõi tình hình diễn biến của cơn bão để có cái chỉ đạo ứng phó. Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp hiện nay, các tỉnh miền Trung đang chủ động triển khai các hoạt động phòng chống thiên tai, đảm bảo an toàn dịch bệnh để tránh xảy ra những tình huống bị động, bất ngờ.